about to flip. Không tin được là những con buồn buồn mà em yêu phong luôn cả mấy cái nửa tay. Chỉ muốn được lần đặt một em, nhìn em đi dạo chơi bên ngõ mãi lại thấy trong lòng em. Vì sao có tận nghìn lần sao chỉ chờ được một người xem. Em sẽ cho sự gì để ý cho sự yên lòng người cho sự mê mùi và bé cũng là phải lòng. Người là người yêu anh sẽ chiều đến một em sớm hơn. Cho em nhìn là thương khi ngồi trong phòng vệ sinh nữa. Yeah. Cho em nhìn là thương. Anh chỉ muốn được là thằng kia khi em đang bận đi chơi cùng ai đó. Nhìn em nơi chó anh cũng muốn được cùng em đến nuôi nó. Thế em trên nhạc anh cũng muốn ngồi cạnh em để nghe theo. Nhạc em nghe như lời những gì mà em mà anh lại mê nó. Không luôn mong với vui mà nó thôi thì anh cũng đeo xem. Anh gặp em lần đầu mà thứ đầu tiên anh thấy là mắt em. Anh cứ nhìn xuống vui nhưng không hiểu sao cũng nhìn lên mắt em. Anh chỉ nhìn thấy mắt em, mắt em. Anh không tìm được ai nhưng mà một bốn ngoài em. Không luôn cả mấy cái nắm tay anh chỉ muốn đơn lòng mắt của em. Nhìn em bây giờ chơi bình ngon mãi lại thấy trong lòng mình em. Và đi Nhật trong ngày sinh nhật. Em sơn móng tay hình gấu trúc. Thích ăn mọi thứ với hạt tiêu. Lúc nào cũng đến trường đúng lúc. Nhìn em cười ngại phát là yêu. Ok đi ra ngoài sân và anh ngắm những vì sao. Anh tưởng tượng em cũng ngồi gần đây và ngắm những vì sao. Xong anh sẽ ra bắt chuyện trong lúc mình đang ngắm cùng nhau. Và em sẽ nhận ra sớm bao lâu nay mình nói chuyện hợp nhau. Nhìn thực ra ngoài nơi em còn chả để ý. Ai làm mấy bài kiểm tra được người mà em vẫn còn chả để ý. Anh nghĩ ít hôm ngày hôm qua ở trên trường vào sáng thời gian. Nhưng em mãi buồn với trai nên em chẳng để ý. Còn em để ý là anh không tìm được ai nhưng em không cố tìm được ngoài em. Khi ngồi trong phòng vệ sinh nữa. Anh không tìm được ai nhìn như một cô đơn thân ngoài em. Phó còn cả mấy cái nắm tay chỉ muốn được làm bạn của em. Nhìn em đi lo chơi bên đó mày lại thấy trong lòng mình ghen. Vì sai có tận người lặng sao chỉ chờ là một người xem. It's just a demon, it's just a demon. Mơ cho sự mê mỗi bắp bê có nghĩa là phải lòng. Nếu em là người yêu anh thì